Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình vào buổi chiều. Nó rất là bình thường trong những cái buổi bình thường. Chiều nay mình được nghỉ, nhưng mà sáng thì cũng vừa học xong, tranh thủ chơi thêm trận đấu cho anh em cùng xem. Tại vì mình vừa mới thi xong, nhưng thời gian của mình bây giờ bắt đầu nó học mới thì tính ra thì nói chung là lười thôi. Chứ học thì không bao giờ thiếu bài tập đâu. Chơi. Giờ vẫn chưa đến cái ngày kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ thì cứ chơi. Đến khi thi là bắt đầu suy nghĩ mình chơi với ai, các bạn biết rồi. Các bạn nhìn là biết rồi cần gì, đúng không? Mà ông này nó thật sự các bạn luôn là Xóa đi. Biết người khác chơi làm sao chứ. Bây giờ các bạn thấy là máy nó bị giảm ở một số chỗ nhá. Thứ hai là người khác sờ vô là mét ai không có quyền sử dụng được nữa. Nên là một vote xóa mét ai. Đến nỗi mà người mà mình thích như là Chopo Miki, anh ấy hướng dẫn mình chơi thì cũng không có. Ông cũng nói là bị giảm quá trời. Nhưng mà được cái là ví dụ như mà mét ai thấy đứa nào đang rụt rịch cái máy đánh phát tẹt rô luôn. Đó là một cái rất là hay. Nhưng mà thường thì khá là khó, bởi vì khi mà sử dụng máy mã hóa thì cái định vị nó ở trên ngay trên đầu mình rồi. Mét ai tới là biết liền. Chết. Ui dồi, không có đúng. Tốc biến luôn. Đây là cái bộ trang phục cầu đợt này này, các bạn thấy không? Nhìn nó hơi dị. Thay vì mình mang những bộ skin tím ấy, thì mình sẽ cầm cái bộ skin này cho các bạn xem. Nhìn nó vui vui. Lâu lắm cũng không dùng meta ai, nên là cái trình vẽ rài của mình thực sự nó cũng không được ổn áp lắm. Đi ra đi, thì ai cho mày mở sửa máy, đồ quỷ. Meta ai thì có thể lên nhánh 9 nha. Bởi vì là có nhánh 9 thì các bạn sẽ tiết kiệm được cái lượng rào mở nhiều hơn. Ủa, nhiều khi vẽ rào thì nó dơ. Nhưng mà được cái là nhiều khi mình chặn nó bằng những cái máy thì cũng rất là tuyệt vời. Và phải nhớ vị trí, ví dụ tụi nó đi thẳng, đi xuống, đi lên thì các bạn phải nhớ xem là tụi nó đi hướng nào để sử dụng cái máy nào. Nó chơi nhức đầu lắm mọi người. Chơi Rimwick khó 1 thì chơi ông này mình thấy khó 2 á. Đứa nào tới chú vậy? Đừng. Chết rồi, vẽ rào dơ rồi. Buồn quá. Ả này với... Ui dồi ôi, cái... đánh chán ghê. Ả này với cái ả bác sĩ ấy, trận đấu của này hơi khó. Chạy đâu? Ui, nhìn xuyên được vào trong nhà luôn. Nhiều khi chơi mà còn vuốt nhầm vô cái thanh điều hướng. Trời ơi. Ok, chủ tế ra đi rồi. Bác sĩ nè. Yeah. Chết đi đồ quỷ. Mày phải chết. Một hit nữa. Không đủ luôn á. Chết rồi. À đủ nha mọi người. Chứ đừng có nghe nhầm sang cái từ khác thì khổ thân mình. Mấy bữa nay thì mình cũng hơi lạm dụng những cái từ hơi không bị hay cho lắm ở bên Nhật. Ráng làm. Qua là thấy nó kiểu funny thôi, nhưng mà cũng quên đi cái vấn đề là có phụ huynh xem cùng nữa, cho nên là mình cũng sai. Sorry. Mày móc hộ tao. Mày ra đây mày móc đi. Á. Hết tự heal nha má. Ra đây mà móc con bác sĩ đây. Ủa sao móc được? Rào về rồi. Cowboy bất lực. Mấy cái chỗ này mình hay dùng nhưng giờ nó cũng hết năng lượng hết trơn. Chán ghê. Hồi hộp quá. Hết thanh năng lượng rồi. Trời ơi. May quá. Cút đi. Giả sử như là trong những cái trường hợp mà hết năng lượng chẳng hạn thì các bạn có thể đặt sang cái ghế khác nhé. Nhưng mình thì lười như quỷ. À bác sĩ một lần nữa là chết này. Sợ đặt vòng ghê á. Nhá, ui cái sao rào nó nhanh hết thế.
Mới xài một tí mà nó hết rồi. Giết bác sĩ trước. Trời ơi, cái năng lượng rào nó ít quá trời luôn. Cao bồi ở đâu ạ? Nghe tai mới sợ quá vậy. Không có ai ta. Cái máy đi lên cái nhà này. Trời ơi, coi. Ủa, tụi nó trốn đâu hết rồi ấy. Ở đây này. Cao bồi nè. Tới nè. Yeah. Nhốt lại. Chạy đi. Rồi tôi vẽ rào dơ ghê á. Trời ơi. Rồi nửa máu. Thôi tối tới đánh chay. Mệt. Bởi vì khi mà có cái T-set các bạn ấn vô á, là tạo rào rất là nhanh. Thứ hai tiết kiệm năng lượng. Mà đợi nó hồi lâu sốt thì còn rột. Cowboy ơi, anh tới nè em. Em yêu. Tội ghê. Đứng bất lực. Nếu mà đang đi mà vô tình rào trúng thì tính 0.25. Mà các bạn tự chủ động trèo qua rào á, là mất 0.5 nha. Nhân vật này thì tính ra là khó chơi. Mình thấy cũng dạo gần đây cái mấy cái kênh top player đồ pro player thứ ấy, cũng chẳng thấy họ dùng để mà có thể đăng clip cho mình xem. Tại vì nhưng mà mình thì cả cân bản là mình cũng muốn xem gameplay hơn. Xem record nó chán lắm. Nó không có cái thao tác gì để mình có thể mình xem để mình học rồi mình rút kinh nghiệm ấy. Mấy cái record mấy cái kiểu nó cũng bình bình. Không hấp dẫn người xem. Đâu rồi? Trời ơi, thiệt sự mình không biết cái máy mình nên dùng cái máy nào. Tới nè. Mày cứu đi. Đồ quỷ. Cứu không kịp đâu cưng. Yeah. Anh nhiều máy lắm. Ơ, còn rút qua đấy nữa. 0.5. 0.2. Nữa, một hit, một hit nữa. Only một hit. Ui dồi ôi, sao đi nhanh. Toàn là mái nhà không bị trời. Gì vậy má? Sắp nổ máy hả? Ok, máy đã sắp nổ rồi. Chắc luôn, đứng chờ đó. Tới nè. Vui xỉu. À, chạy xuống đó hả? Có máy chờ em. Anh nhiều máy lắm. Cái map này nó thoáng, dễ chơi. Chứ mình không có chơi cái map Leo nhưng tối òm. Thứ hai là cái nhiều map. Kể cả cái map sao nó né rào hay thế nhở? Hết năng lượng rồi. Á, à, chủ tế. Ôi giời ơi. Rào dơ ghê luôn á. Thiệt, mình còn tự chấm điểm mình như shit. Giờ nó gần đầy hết cả máu rồi, cấu được bao nhiêu nữa đâu. Đâu rồi? Ủa? Đi đâu rồi á? Cam cổng coi. Đây. Chạy đâu bé? Ui dồi. Mở cổng này. Ô sao liều thế nhở? Ui dồi ôi. Quá liều luôn. Còn ả này đúng không? Hết tự trị thương đúng không? Ra chuồng gà chơi. Yeah. Nói chung là trận đấu này ví dụ như là mình có thua thì mình cũng kiểu mình giết được bác sĩ là mình vui rồi nha, lời nguyền của mình đó. Nhưng mà thơm bơ rào đi Vina nhưng mà kiểu sao không sợ cứ bu bu cái cổng này vô vậy không biết. Ok và mình thắng rồi nè. Và các bạn đừng chuyển kênh nhé, bây giờ thêm một trận đấu tarot về ả nhẹ đúng không, còn ả nhẹ cho các bạn cùng xem.
Ok, mình đã quay trở lại trận đấu với Tarot, quả cầu pha lê cho các bạn xem. Hôm nọ cũng quên để ý về cái phần chị nhện cho nên là bây giờ mới làm. Thường thường thì mình cũng sẽ cố gắng làm sao mà những cái giờ rảnh rỗi tầm giữa xế chiều hoặc là tối 6-7 giờ vậy đó. Nếu mà mình có thời gian thì mình cũng sẽ cố gắng mình làm thêm clip cho các bạn xem. Tại vì thường thường mình chủ yếu là tập trung vào những cái bạn survival mà nó có khả năng nhiều được sử dụng ở trong rank. Nói chung là ai cũng sẽ có top, nhân vật nào cũng sẽ có patch S, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M thôi. Nhưng mà nhiều, sử dụng nhiều hay không thì đó là còn do cả người chơi nữa. Ố, oh, hello. Gặp đồng đội. Ví dụ như là có mù map, mù người thì các bạn có thể là sử dụng cái nhánh ở hướng 5 giờ. Nó có hình con dao phay đó, chặt đầu từng đứa một. Nó hiển thị vị trí của chúng nó lên. Nghe tai chắc chắn là gần đây. À, hello cưng. Trời ơi, thơm bơ quá đi thôi. À này mà có hấp thụ năng lượng xong là xài tơ rất là tiết kiệm luôn. Bắn tơ cũng sướng. Đánh cưng nè, chạy đi. Và một điều đặc biệt là đối với những kẻ hầu á, thì phải làm sao thì làm nha. Dọn tơ cho vua dùm nha. Vua mà dính một đống tơ của mình thì 10 con bác sĩ ra đây mình nói chuyện luôn. Dịch tốc biến nè. Úi kìa. Trời, nhoi nhoi. Nửa máu tính làm gì mẹ. Tơ nè. Trời ơi, bác sĩ ăn tơ. Móc cái gì trời. Mình đi nhanh lắm bạn ơi. Trời ơi, chào. Ui, bác sĩ đi kìa. Slow motion. Slow motion, slow motion, slow motion. Tội nghiệp thiệt á. Thương lắm nhưng mà biết sao giờ. Dính slow motion. Chơi mà bên vua mình phải vip cơ, bên hầu các thứ mình phải vip cơ thì mình mới dễ thắng. Nói chung là cả hai phe đều phải vip. Vô ké đi cưng. Giờ sao ạ? Mấy anh chị muốn làm gì mấy anh chị làm luôn. Đi ra kia chơi. Ôi ơi, cái sân chơi của mấy người là sân chơi của chị. Bởi vì tơ của mình không những làm lộ vị trí, cái thứ hai là còn là gây ra hiệu ứng chậm. Sướng. Sướng ghê. Xong còn xong lại có cả mỹ nhân sọ hồi đòn nữa, trời vui. Ngồi nằm nó luôn đi, mình lên 3 điểm chị thương chậm lận. Ai chứ đặc biệt riêng mỹ nhân là khóc thét luôn. Khóc hù hù luôn. Mình thấy con nhện này cũng dễ chơi mà chẳng qua là nó bị giới hạn bởi cái lượng tơ cần dùng. Nhiều khi mình cần dùng tơ mà hết thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Móc móc, úi giời móc kìa. Sao ạ? Minh chị ra đi ạ. Tẹt, một đứa, ra đây luôn em. Tẹt. Thắng rồi. Thôi giờ bên kia nằm im cho vô thường đánh đi. Và mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Chúc các bạn có một buổi chiều vui vẻ. Hình như chúc hơi sớm đúng không? Ví dụ mà 5 giờ còn sớm, còn kịp mình sẽ đăng thêm clip khác. Bye bye mọi người nha. Bye bye.